Chào buổi sáng Xin chào cộng đồng mạng Xin cộng đồng mạng chia sẻ giúp gia đình chúng tôi Đây Các bạn nhìn này Đây này đây là một đống hồ sơ Một kho tàng hồ sơ tài liệu Về những vụ việc của nhà ông Nguyễn Hữu Đức Xã Sơn Đồng, huyện Nội Đức, thành phố Hà Nội Đã bị bố con ông Nguyễn Việt Vàng Sang hại suốt hơn một năm qua Và gây cản trở gia đình và bố con ông ta đã huy động mọi người sang đập phá thường di tích lịch sử Sang nhà tôi để cướp đất nhà tôi Và vừa qua đã phá rào, phá tài sản công dân Phá tài sản nhà tôi, rào nhà tôi Để sang đánh bố tôi phải đi viện cấp cứu Tại bệnh viện 198 Bộ Công an Nhưng đến nay chưa được một ban ngành nào vào giải quyết đây Đây là tất cả những đống hồ sơ liên quan đến thửa đất nhà tôi và bằng chứng bọn chúng đã đập tường di tích lịch sử để sang đánh bố tôi và phá hoại hàng rào nhà tôi gây cản trở thiệt hại cho nhà tôi suốt hơn một năm qua xin cộng đồng mạng chia sẻ giúp đỡ gia đình chúng tôi đây đây xin cộng đồng mạng chia sẻ giúp tôi này đây là bức tường di tích ngày xưa này đây nay đã bị ông ta cậy chức cậy quyền cậy ông ta là có ba đảng viên chắc như kiền ba chân và con ông ta hiện nay đang là nguyễn viết thành đang là trưởng thôn đình và con trai thứ của ông là chủ tịch nguyễn viết hùng kiêm chủ tịch xã sơn đồng hiện nay đây gia đình ông ta cậy chức cậy quyền nên đã sang nhà tôi làm mưa làm gió suốt hơn một năm qua vì ông ta cậy ông ta là có ba đảng viên nhưng vừa qua thời gian vừa qua ông ta đã con ông ta là Nguyễn Thế Thành gây thiệt hại cho nhà tôi nhưng vẫn được là một đảng viên ưu tú này xin cộng đồng mạng chia sẻ giúp tôi đã sang nhà tôi phá hoại và hại gia đình nhà tôi đến như này này đây đây là hình ảnh thực tế nhất là vừa qua tháng năm vừa qua đây bọn chúng đã phá rào nhà tôi phá hoại tài sản nhà tôi để sang đây đánh bố tôi nhưng đến nay vẫn chưa được ban ngành nào giải quyết vừa qua thì công an huyện Nội Đức đã giải quyết thì giải quyết đi đây các bạn nhìn đây 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 là kết quả công an huyện Hoài Đức đây đến giờ mà vẫn bảo là chưa có giám định của vết gậy này này thì có cần phải như này không bọn chúng đã đánh bố tôi thì vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật đây ngày hôm qua đây công an huyện đức mang cho tôi cái giấy này đây chờ đây chờ đây chờ đây chúng tôi là những người dân khổ sở biết chờ đến bao giờ đây còn đây là giấy uh, tóm tắt bệnh án và giám định sức khỏe của bố tôi đây tại viện trì uh, đây bố tôi đã làm ở bệnh viện 98 tám bộ ngoan suốt thời gian vừa qua đây và gia đình tôi và công an huyện này Đức đã đưa bố tôi đi để làm giám định sức khỏe nhưng không hiểu tại sao mà bố tôi bị khâu 8 mũi thế mà sức khỏe của bố tôi chỉ được có 3% thôi, giám định thôi. Bố tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, một ông già không có sức tự vệ đã bị bọn chúng sang để nhà tôi không ai có nhà để gây cản trở và đánh bố tôi. Đây. Xin các đồng mạng để các đồng mạng chia sẻ đây là tất tận tận đây. tất cả các ban ngành và các thứ đây chúng gây thiệt hại với nhà tôi đây suốt hơn một năm qua nhưng mà chưa giải quyết thì bọn chúng vì chúng là cậy chức cậy quyền chúng cậy là con chúng là chủ tịch xã sơn đồng huyện hoài đức thành phố hà nội nên chủ tịch bố quen chủ tịch con mọi người bao che nhau đây đây là hồ sơ miếng đất nhà tôi đây tôi hỏi cộng đồng mạng từ cổ tới xưa nay cha ông ta đã bao giờ nghe nói chuyện đất biết đẻ chưa? Nhưng hiện nay thôn Đình sân Đồng ngoài Đức quê tôi có một miếng đất gọi là đất biết đẻ. Vì cái nguồn gốc đất này là của một bà, con gái họ viết mua và hiến cho làng nên dân làng dựng một cái tư vũ lên để nhớ ơn bà và thờ bà. Chúng tôi những người dân xóm thôn đình này, những người xung quanh hàng năm vẫn nằm dỗ bà. Thế mà bây giờ bọn chúng lại vin vào cái di tích là của ông Nguyễn Biết Thứ. Bọn chúng đã thành lập ra một di tích. Vì đây 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 là diện tích của bọn chúng đây. Tờ bản đồ số 4 đây. Diện tích uh, số tờ bản đồ số này 300 uh, 373 này, diện tích của Tư Vũ là 337 m. Mọi người đã về đo quá nhiều lần rồi Nhưng vẫn chưa ấy này Đây còn đây là diện tích nhà tôi này Tôi lục thuế hàng năm này Đây là ngõ cho tôi đây Tờ bản số đồ số nhà tôi là 374 Diện tích là 265 Đây Thế này mà bọn chúng định cướp đất nhà tôi đây Năm 2014 Mọi người vận động tôi Để làm sổ đỏ Bà Bình Đi Sơn thì yêu cầu tôi là giao toàn bộ hồ sơ giấy tờ và lộp tiền để làm sổ đỏ Đến nay gia đình tôi vẫn chưa được nhận lại sổ Vì bọn chúng đã ủ mưu quá lâu rồi Từ 2014 và trước kia nữa để muốn cướp đất nhà tôi Những người dân khổ sở như chúng tôi Một nắng hai xương Chúng tôi làm ruộng bao giờ cho chúng tôi có đủ tiền để làm sổ nữa Chúng tôi chỉ nộp thời ông à, Nguyễn Văn Giáp Tôi năm đó còn làm có 10.000 một lần làm sổ. Gia đình tôi cũng đã lộp nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giả. Thì đến vừa qua mọi người lại yêu cầu gia đình tôi làm sổ năm 2014 thì là gia đình tôi lại nghe theo và lộp làm lại lần nữa. Nhưng đến nay gia đình tôi không không biết sổ đỏ nhà tôi ở đâu. Giấy tờ đất nhà tôi ở đâu. Vì uh, xã Sơn Đồng này là xã bọn chúng đã ủ mưu quá lâu rồi Nên gia đình tôi phải bị đây Bị đàn áp đây Bị một chế độ Việt Nam chúng ta Chế độ của chúng ta đây Đàn áp hãm hại những người dân khổ sở như chúng tôi Đây Là thực tế nhất sơ đồ đây Thế này mà huyện Hoài Đức này Và công an này Và xã Sơn Đồng này cứ giải quyết là Tách, dám tách rời Cái số diện tích 265m uh, này của tôi ra cái số đây cái ô vuông vuông đây 41,9 này bảo là đất đang tranh chấp đất này là đất của công trong khi đó là ông Nguyễn Viết Thành tức con của ông Nguyễn Vàng đã tuyên bố thách thức trước cao đa và chỉ đất này là tôi là đất công và sai bố của mình đập phá nhà tôi và gây cản trở cho nhà tôi suốt hơn một năm qua ông ta sai bố của ông ta là ông Nguyễn Viết Vàng đây ông ta đập thường di tích và đây 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 là hình ảnh ông ta sai bố của ông ta này ông bảo tội đâu tôi chịu này đây ông ta sai bố của ông ta là một thánh tra huyện về ưu tức ông nguyễn viết vàng đây còn ông nguyễn viết thành đây trưởng thôn đình đây thế này mà vẫn được làm quan chức là vấn này này đây có các cộng mạng chia sẻ tôi đây có vẻ là ô dù không vì em của chúng là chủ tịch xã sơn đồng đây 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 là cảnh đây gia đình ông ta đã huy động con cái đây xanh nhà tôi đây đây con cái xanh nhà tôi đây và mọi người đây để gây cản trở nhà tôi đây đây ông ta đã ủ mưu và huy động mọi người đến để đánh bố tôi khổ sở như này thế này mà mọi người vẫn thấy này đây vì ông ta cậy chức cậy quyền nên ông ta đã làm mưa làm gió ông ta suốt một năm qua để hại nhà tôi đây gia đình bố con ông ta đây xin cầu đồng mạng chia sẻ cho ta thật, thật nhiều để đến tai bác trọng và đến cái lò của bác để lò của bác hãy mau mau giúp đỡ những người dân khổ sở cho chúng tôi những người dân hoài đức quê tôi những người dân dân đồng quê tôi vừa qua quê tôi cũng có một chút ruộng bản đồ uh, năm chín uh, một là khu giáp dân thì uh, sẽ uh, tương lai là sau đất rau phần trăm năm phần trăm là sẽ cho dân để giãn để làm nhà thế nhưng cùng với khu, khu xóm mới của Tuấn đình và cùng với lò ma di và cùng với chạy xa thế mà đến nay bọn chúng đã đấu giá mất rồi những người dân khổ sở thực sự khổ sở dân đồng chúng tôi rất là bức xúc đã có đơn đi tất cả các nơi nhưng cũng chưa được ban ngành nào giải quyết đấy những người dân sân đồng chúng tôi khổ như này này những người dân thất củ với họng Vì bọn chúng cậy chức cậy quyền này chúng làm mưa làm gió để chống hại suốt hơn 10 năm qua gia đình nhà tôi cũng như người dân sân đồng quê tôi mong bác trọng là của bác đã tiến về thành phố hà nội đã làm ở thành phố nội rồi cố về hoài đức quê tôi để xem một xã sân đồng và nhân dân hoài đức chúng tôi đã bị chính quyền đàn áp cậy chức cậy quyền bọn, bọn chúng đây đánh bố tôi như thế này mà gần như là ngành công an chúng ta có cần phải điều tra không sau khi đánh bố tôi Hôm đó tôi đi lễ Tôi về tôi cùng với một anh Ở Thành ủy thành phố Hà Nội Về Thì về đến nơi công an xã Sơn Đồng Nói là tất cả có 16 người Và ba người trực tiếp Là đánh bố tôi và lém gạch như mưa sang nhà tôi Thế nhưng đến bây giờ Đây Vẫn chưa được một ban ngành nào giải quyết Công an huyện Nguyễn Đức thì vừa đây Vừa đưa cho tôi cái đây quyết định đây cái giấy thông báo cho gia đình tôi đây đã viện kiểm sát đây và nói là đi để giám định gậy đây là chưa có ra ngay này đây đóng dấu đây xin cộng đồng mạng để cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều để xem cái chế độ của chúng ta những người dân khổ sở như chúng tôi hay là bây giờ chúng ta chỉ biết là cùng làm quan cùng làm uh, quan với nhau thì quan lớn bao che quan bé vì một cái gì xin cộng đồng mạng để cộng đồng mạng chia sẻ cho tôi hay là vì uh, ở quanh đây có những quán ăn ngon có những cái phong bì dày nên đã ủ và giải quyết cho tôi như này này mà lâu nay suốt đầu năm qua không giải quyết này mỗi lúc về giải quyết quê tôi thì hay là có một cái phong bì dày hay có một em chân dày nào đó ở nơi đâu đó nên mọi người hãy thức tỉnh lại Tôi xin cộng đồng mạng Tôi xin phòng uh, tài nguyên môi trường Tôi xin công an huyện Nội Đức Tôi xin công an thành phố Hà Nội Xin bác trọng Bác hãy mau mau về quê tôi để giúp đỡ những người dân nghèo khổ sở như chúng tôi Những người dân làm ăn lương thiện như chúng tôi Đã bị bọn chúng cậy chức cậy quyền Đây chúng làm đây Tôi không muốn dở hồ sơ Vì đây này giấy tờ hẹn nhà tôi ấy ủy ban tức là ban tiếp dân huyện Hoài Đức trả lời yêu cầu xã Sơn Đồng và yêu cầu huyện Hoài Đức và các thứ giải quyết dứt điểm vụ việc nhà tôi thì cũng tay tôi có khoảng tám chín lần lần nào lên cũng chỉ hẹn người dân là giải quyết dứt điểm dứt điểm để cho người dân ngóng trông chờ đợi chờ đợi chờ đợi chờ mãi chờ mãi đây xin cái đồng mạng để cầu mong chia sẻ giúp đỡ cho gia đình chúng tôi đã bị một gia đình cậy chức cậy quyền cậy ta là đảng viên nên có ba đảng viên chắc như kiềng ba chân lên bọn chúng nó làm mưa làm gió suốt hơn năm qua để hại gia đình nhà chúng tôi khổ sở như này để xin cộng đồng mạng cùng chia sẻ tôi thật nhiều thật nhiều và không những chia sẻ cho những người dân dân đồng khổ sở như chúng tôi còn mỗi một tí đất để sau này con cháu được giãn hàng dân cư vi da người thì đẻ được chứ đất có đẻ đâu đất chật người đông thì bọn chúng đã chặn quanh quanh để chúng xem rào sơ hở để chúng bán chúng mua rồi những <laughs> mảnh đất quê tôi đến như thảo ma mồ mả ai lấn được là lấn chúng cấp cho những số nhà vì những thảo ma ở quê tôi có mà lội trên mà lội dưới có ấy. nhưng các bạn hãy về quê tôi đã được cả số nhà luôn và trong cái số đó thì cũng có một vài đồng chí là quanh quanh đấy cũng có đảng viên đấy nhưng mà tôi nghĩ rằng là thịnh suy vi thái đấy mù mả quê tôi còn bị chúng cấp số nhà cả. thế mà nhà tôi là đất cha ông tôi để lại đến nay gia đình nhà tôi đã ở thì đến giờ đến tôi rồi là 6 đời 7 đời rồi thế mà chúng đỡ sang để cướp nhà tôi đây thì hội người cao tuổi thôn đình quê tôi cũng thương hại nhà tôi nên ký cho nhà tôi là đã ở lâu đời bọn chúng đã gọi từng người từng người những cụ già quê tôi vất vả như thế mà chúng gọi ra chúng dọa lạt chúng hỏi để điều tra điều tra đây xin cộng đồng mạng để cộng đồng mạng xem và chia sẻ thật nhiều thật nhiều để đến nòi của bác trọng bác hãy về và xin những người dân Việt Nam hay những người dân Hà Nội, những người dân Hoài Đức, những người dân Sơn Đồng quê ta cũng sắp sửa đến khóa bầu cử chủ tịch mới rồi. Thì cầu xin các bạn các bạn hãy tỉnh táo lên, hãy bầu một người đủ đức, đủ tài để ra giúp đỡ chúng ta vì chúng ăn cơm ra mà, giúp đỡ chúng ta và những người có khả năng. Chứ bây giờ chúng ta đừng bầu sai bầu sai thì khác gì chúng ta bầu một con sâu để nó làm hại đất nước làm hại tổ quốc để chúng cứ ngày ngày sang nhà dân để phá hoại đây và gây cản trở cho người dân đây đây có phải là hành vi của đảng không đảng có dạy những người này không những lời thề của đảng có thề những lời này không đảng không dạy và đảng không thề những lời này nhưng đây là do con người thiếu ý thức nên những con sâu bọ này không cần thiết làm hại nước xấu dân làm hại đảng những người này chỉ làm xấu đảng và xấu tổ quốc việt nam chỉ làm nhơ bẩn cho đất nước xin cơ đồng mạng để cơ đồng mạng chia sẻ thật nhiều và hãy bầu cử những người đủ đức đủ tài để ra giúp đỡ những người dân chúng ta những người dân việt nam khổ sở như chúng ta còn bầu những kẻ mà như này ấy, thì không nên nhưng tôi tin chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng ăn thua gì đâu vì bọn chúng bây giờ là dùng phong bì, bọn chúng dùng là à, tiền, chúng dùng à, để mua chức, mua quyền. Vì chúng có ô, có dù rồi. Cho nên những thằng điếc, những thằng ngu thì lại hay được làm quan. Còn những người dân, những người thực sự đủ đức, đủ tài thì chỉ nên làm việc vớ vẩn thôi. Mà nếu có nọt vào thì chúng quay cho cũng bằng chết. Đây, cho nên bác trọng của chúng ta đang rất là tích cực đốt nồi của bác bây giờ đang đốt rất là sáng đắt rất là rực rỡ bác đốt rất là Ở đây để bác đốt về hoài đức quê tôi để bác đốt về xã sơn đồng quê tôi cho những người dân sơn đồng chúng tôi khỏi khổ đây đây là ảnh thực tế đây xin cộng đồng mạng để chia sẻ đây đây là bậc cầu thang nhà tôi nên xuống bếp đây ngày xưa đây đây đã mị bọn chúng đây sang để chúng gây cản trở ở đây đây Tôi đã bếp cũ để tôi sập xệ quá tôi sửa lại đây Thì đã bị bọn chúng sang để đập phá đây Đây, đây là bức rào tôi rào lại đây Ngày xưa đây đấy này, tôi rào tôn này Vừa giờ tôi rào tôn này Bọn chúng đã sang phá hoại tài sản nhà tôi Phá hoại và đánh bố tôi Và gây cản trở thiệt hại cho gia đình tôi nhưng đến nay cũng chưa được vào tại sao mà ngành công an chúng ta cái lây phải hỏi là tôi phải đang điều tra tôi đang điều tra những người đã bắt đánh bố tôi thực tế như thế bố tôi đã bị thương như thế nằm tại bệnh viện một chín tám bộ an như thế thì chúng tôi có đầy đủ bằng chứng như thế thì phải bắt ngay những kẻ đánh bố tôi lại để điều tra chứ tại sao mà để đến ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết gia đình chúng tôi lại trả lời chúng tôi một cái văn bản là đi về giám định một cái gậy thì sau khi bố tôi tỉnh dậy tôi chỉ hỏi bố tôi là bố có nhìn thấy ai đánh bố không? Bố tôi có nhìn thấy và cầm gì cầm thanh vê. Bố tôi đã phải lên tận huyện ủy huyện Nội Đức và in vết máu trên tường và kính nền nhà để cho Hoài Đức biết là những người dân khổ sở như thế bị đánh. Một ông già hơn 70 tuổi không sức tự vệ mà đã bị một... Đây, và chúng đã ủ mưu một tập thể ủ mưu hơn một năm qua và khéo ủ mưu nhiều năm để bây giờ sang nhà tôi chờ cơ hội nhà tôi đây dỡ cái bếp cũ đây bếp cũ sập sệ nhà tôi đây để sang nhà tôi đánh bố tôi xin cộng đồng mạng chia sẻ cho thật rất nhiều đây đây là nhà vệ sinh nhà tôi đây cũ đây nền cũ đây vì tôi phá cái bếp cũ ra cái thì đã bị chúng sang để chúng cậy là chúng là có ba đảng viên cậy em của chúng là chủ tịch xã sơn đồng và chúng đang là trường thôn đình đây là đây là cái chỗ đây và lại tôi quay đây giao cho bố của mình sang cản trở và đánh thôi đuổi hết thợ nhà tôi này đánh bố tôi phải đi viện cấp cứu bộ ngoan đến giờ này gây cản trở cho gia đình tôi thiệt hại không những vật chất và tinh thần suốt hơn một năm qua gia đình tôi đã có đủ lam đủ lữ con gái tôi thì cũng đã lớn thế mà đây không có một chỗ nào để đi vệ sinh không một nào nước lôi sinh hoạt đây một gia đình ở sống giữa thủ đô hà nội mà bị một gia đình cậy chế độ cậy chức cậy quyền thì tôi uh, tin chắc rằng là cái phay uh, này tôi phát thì cũng đến tai rất là nhiều đồng chí công an và rất là nhiều và không những thế và trên những người đang làm việc xem phay này của tôi thì hãy cố gắng mau mau thức tỉnh các bạn đừng ngủ nữa mọi người đừng ngủ nữa mọi người đừng vì cái quán ngon mà chui vào nữa Hãy mau mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, đừng vào những cái phòng của các em chân dài nữa, cố gắng giúp đỡ những người dân khổ sở cho chúng tôi đi, vì chúng tôi rất là khổ. Mỗi lần về giải quyết cho gia đình nhiều tôi, thì này chỉ về nhoáng nhoáng giải quyết xong cái là chắc là vì một cái gì đó thì tôi cũng không được nhìn thấy, tôi không nói thì lại im hơi bận tiếng này. Đây, gia đình tôi thực tế đây là quá khổ thì xin mọi người hãy giúp đỡ và xin bác cái lời của bác bác hãy về hoài đức quê tôi về xã sân đồng chúng tôi để thương những người dân sân đồng chúng tôi đã bị bọn chúng ướp để. chúng tôi có một tí ruộng chúng cũng đem ra đấu giá có một tí bản đồ 91 năm đó là tôi nhìn cái bản đồ là cùng với xóm mới của thôn đình và lò ma di của <laughs> <laughs> nó mà gì ấy và tại uh, thôn xa là những uh, kinh lơi mà nằm trong bản đồ 91 nằm trong khu hoạch dân dân của dân thì chúng đã dựa cớ và ủ mưu đến giờ cũng đem đấu giá xong rồi những người dân chúng tôi thấp cổ bé họng không biết kêu đâu nay có thông tin nhà mạng chỉ chúng tôi chỉ cầu xin các đồng mạng để chia sẻ thật nhiều thật nhiều để cho những uh, cái lời của bác đốt sáng hơn đây một đống giấy tờ đây đây giấy tờ nhà tôi thế này đây, đây đây nhà tôi đây nhà tôi là tờ bản đồ số 4 này diện tích nhà tôi là ba cha uh, tờ bản đồ số 4 này số là thửa số là 374 này Diện tích cho tôi là 265 này Đây Tôi đóng thuế hàng năm Đây Thế đây là của Tứ Vũ đây Tờ bản đồ số 373 này Diện tích là 337 này Đây Thế tôi hỏi cộng đồng mạng Thì cộng đồng mạng chia sẻ tôi thật nhiều Người xưa đã bao giờ nói đất biết đẻ chưa Hay chỉ có thôn đình Sơn Đồng Hoài Đức quê tôi Là có đất đẻ vì tôi đã yêu cầu là đo thực trạng tơ vũ lên xem là diện tích của tơ vũ có bị hụt hay không nếu bị hụt thì cứ sắn đất cho tôi ra thế nhưng bọn chúng đã đo rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa bị hụt tôi chỉ vì là năm 2001 gia đình tôi đã cho một bên đất ở bên đầu hồi bên kia vì năm đó là nhà tôi chỉ làm cái hố vôi mới cả nuôi gà nuôi vịt thôi thì tôi bảo bọn chúng là thôi không nuôi nữa thì thôi bọn chúng xin tôi cho. Còn cái bếp cũ nhà tôi đã làm rồi, tôi không cho nữa. Thế là bọn chúng nó ủ mưu từ năm đó đến nay và đến bây giờ đây bọn chúng lại sang để cướp đất nhà tôi đây. Thì tôi hỏi cộng đồng mạng là nếu như người ta cho ơn người ta chưa hết mà đến nay nấy oán đây và đất nhà tôi thì tôi uh, cho một bên rồi, thế ông vừa qua hắn uh, nói là cho rồi đòi đại đi, tôi đã tôi nói tôi là người dân tuy nghèo nhưng chúng tôi đoàn hoàng, chúng tôi không bao giờ nói cho là cho cho không đòi lại nữa nghèo cho sạch rách cho thơm người việt ta mà đây đây là đất nhà tôi đây ngõ nhà tôi đây đây tính từ đây vào đây thế này mà đã bị bố con chúng đây hại nhà tôi đây hại nhà tôi khổ sở như này đây trong khi đó là tôi đơn của đơn thư của tôi là đi khắp các nơi rồi kể cả thanh tra chính phủ kể cả công an kể cả công an thành phố hà nội kể cả ủy ban nhân dân hà nội kể cả báo đài báo báo đài đều tôi đã lên rất là nhiều rồi rất là thiệt hại nhiều rồi Thế nhưng mà đến nay vẫn chưa được ban ngành nào vào giải quyết Công an thì giải quyết thì lay bảo là Tôi đang điều tra mai tôi bảo tôi đang điều tra Trong khi đó là những kẻ đánh bố tôi Đến giờ vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật Đây đây đánh bố tôi thế này Bố tôi phải khâu tám mũi Thế này mà bọn chúng vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật đây Công an thì nay về điều tra, mai về điều tra Thì này có lạ đời như này xin cứ đồng mạng để cầu đồng mạng và những người đang theo dõi chương trình này của tôi thì hãy uh, chia sẻ cho tôi và giúp đỡ tôi là có một trường hợp này là việt nam ta này hay là cái luật của chúng ta mới ra này là yêu cầu người bị đánh bị hại này một ông già hơn 70 tuổi này đánh đến ông mất máu nhiều quá bây giờ lúc nhớ lúc quên đứng lại dựng lại yên trường và yêu cầu là chỉ rõ và làm lại hiện trường đấy. Nhưng những người đánh bố tôi không biết họ có cái gì mà họ không phải dựng gì cả. Thì đây có phải là cái luật của Việt Nam không? Luật mới của Việt Nam không? Hay là quy định mới của đội Việt Nam không? Điều khoản của Việt Nam vừa ra không? Đây, đánh bố tôi như này mà còn bắt bố tôi là phải đứng lại hiện trường để dựng hiện trường. Còn bọn kia đánh bố tôi thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đây, đây là thực tế nhất. đây có phải là chế độ của Việt Nam không? hay là chúng ta Việt Nam chúng ta vừa ra một cái điều khoản nào mới hay ra một công văn nào mới là những người dân khổ sở bị đánh thì phải đứng lên diện trường. còn những người đánh thế này theo các bạn giải quyết như này có phải là đang muốn để làm cho mất lòng dân không? đang muốn để cho khỏi dân những người dân chúng tôi không còn tin vào đảng nữa không? để đây có phải là phá hoại đảng không? Vì đảng chúng ta không cho làm thế này Đảng chúng ta tôi tin đảng Tôi tin chính phủ Cho nên tôi nhẫn suốt hơn một năm qua Bọn chúng còn sang nhà tôi chửi bới Bọn chúng còn làm cái thứ đủ trò Nhưng tôi cũng không bao giờ tôi nói gì cả Tôi kệ Vì tôi tin Việt Nam ta còn những anh tài Việt Nam ta còn rất là nhiều người tốt Còn rất là rất là nhiều Nhưng vừa qua tôi đã nhìn thấy cái lời của bác Đốt rực rỡ Mong bác trọng bác hãy sống thêm một vài chục năm nữa để làm thêm một vài khóa nữa bác có sức khỏe thật nhiều à để bác giúp đỡ những người dân chúng tôi để bác đốt cái lời của bác đốt đốt hết những con sâu bọ hại nước hại dân để nước lam ta được quốc thái dân an để nước lam ta được những người tài thực sự ra cứu đất nước giúp nước giúp dân Mong lời của bác đốt thật sáng à. Đây. Đây những người dân khổ sở như này đây bị đánh đây. Mong cái lời của bác sớm nhất về càng về thật sớm thật sớm để lấy lại lòng dân, để giúp đỡ những người dân khổ sở như chúng tôi. Đây. Như này chúng tôi đều còn tin vào pháp luật hay không? Còn tin vào không? Đây. Người này về, người kia về, về xong đến nơi lại biến mất. Vì sao? vì chúng vẫn đang là chủ tịch xã sơn đồng và vừa qua bọn chúng đã tập hoài đức quê tôi đã lấy ruộng của những người dân khổ sở sơn đồng chúng tôi để đem đấu giá vừa đấu giá xong thì chắc là cũng có một khoản khơ khớ nên các ban ngành về đến quê tôi về đến nhà tôi giúp đỡ gia đình nhà tôi chỉ về hút mốt là lại đi luôn vì sao vì tôi là những người dân làm ăn lương thiện tôi không có tiền, tôi không phong bì, tôi không có gì cả. Tôi chỉ biết tin vào đảng, tôi tin vào cái sự trong sáng của đảng. Chứ tôi không tin, tôi không có tiền. Đây, đây là hình ảnh đây. Sai bố mình phá hoại nhà tôi đây. Đây, bọn chúng huy động rất là nhiều người con cháu nhà chúng đây. Để chúng sang đây, để hại nhà tôi đây. Hại nhà tôi khổ sở suốt hơn một năm qua nhưng đến bây giờ tôi cũng thực sự nói là các ban ngành giải quyết thì chỉ giải quyết vòng vo vòng vo thôi và chỉ chờ cơ hội nhà tôi sai phạm ở đâu hoặc là sai cái gì là để chúng sẽ bắt nhà tôi thôi nhưng thực tế chúng lừa tôi thế nào để lừa chúng gây gỗ nào gây gỗ nhưng gia đình tôi không bao giờ phản ứng để chúng tôi chờ pháp luật việt nam chờ đảng chờ ngành công an của chúng ta chờ những người chiến sĩ công an chúng ta là đã biệt danh là công an việt nam giỏi nhất trên thế giới ngành điều tra của việt nam tài nhất trên thế giới cho nên tôi biết là đây chỉ là một hai con sâu nó bỏ dầu lùi canh thôi chứ còn pháp luật chúng ta thì tôi nghĩ rằng là việt nam ta là công an chúng ta là giỏi đấy giỏi nhất trên thế giới đấy Thế nhưng mà điều tra đây Cái vụ việc là tôi đây chắc là chẳng qua là bị uh, trùng hợp thôi Chứ còn đúng ra mà nếu bình thường ra công an chúng ta thì sẽ làm ra lâu rồi Vì đánh bố tôi hàng bao nhiêu tháng nay rồi Thế mà người đánh thì biết Hôm đó thì tôi về thẳng công an Xã Sơn Đồng Cùng mê một, một anh ở Thành Nguy, Hà Nội Về nhỉ Thì về đến nơi thì bọn chúng là đã gọi mọi người ra khai báo tất rồi Thế nhưng đến nay đây Thực tế nhất là vẫn Chưa giải quyết gia đình tôi Chỉ vòng vo vòng vo vòng vo Những người dân khổ sở cho chúng tôi Phải chịu đến bao giờ Những người dân khổ sở chúng tôi Phải đợi đến bao giờ này. Thế này thì tôi hỏi cầu đồng mạng Pháp luật chúng ta còn hay mất Tôi xin cầu đồng mạng Xin những người dân Việt Nam Chúng ta đang khổ rồi Chúng ta Không chịu khổ nữa Chúng ta hãy đứng lên, chúng ta tố cáo những kẻ sai phạm, những con sâu làm hại đất nước, làm hại đảng, hại đất nước chúng ta, hại những người dân chúng ta. Chúng ta hãy vươn lên, chúng ta cố gắng đứng lên, đồng tâm hợp lực lại. Chúng ta kiện, chúng ta sẽ gửi đến bác Trọng, bác đang đốt rất sáng, để bác đốt hết những cái bọn sâu bọ đi. Chứ còn những người dân khổ sở chúng ta đừng vì một cái gì cả Đừng vì một cái quan hệ Đừng vì một cái là tôi quen Đừng vì một cái tôi thân Hãy đứng thẳng lên Kiện thẳng cổ chúng nó ra Nói ra những cái sai phạm của chúng nó Để cho nước lam ta được sạch Hết những con sâu bọ đi Chứ không bây giờ trên thế giới Ai cũng nói nhắc đến Việt Nam là Việt Nam là một ngành an ninh Tốt nhất thế giới Thế đây Thực tế đây là công an Việt Nam điều tra đây Nhưng mà đây không phải, đây chỉ là một con sâu quanh quanh thôi Hay là cán bộ Hoài Đức ấy, thì riêng vụ việc là tôi ấy, thì đập phá cho tôi Thế thì thay hàng bao lần rồi Nay người này mà về thụ lý, mai người kia về thụ lý Xong ông nọ thay ông kia, ông này thì chờ ông kia hết nhiệm kỳ Thế là qua đấy, lại để hồ sơ lưu Xong cái qua, qua đấy, để hồ sơ lưu Đấy, xin cử đồng mạng Chế độ chúng ta thế này này Đây để làm thế này này, thế này mà những người dân khổ sở chúng ta hàng ngày chúng ta phải đóng thuế, hàng ngày chúng ta phải lo no cho bọn chúng từ bữa ăn này, từ cái áo chúng mặc này, từ cái nhà đẹp này, từ cái xe sang mà chúng đang đi này là của ai? của những người dân khổ sở chúng ta ngày xưa cho ông ta đã phải giữ nước, đã phải đổ ra xương máu để giữ nước lại ơn bác Hồ chủ tịch bác đã đi tìm đường cứu nước bác cứu nước và bác cho những người dân khổ sở như chúng ta đất ngày nay chúng ta phải ơn thờ bác thì nay bác dựng lên rồi thì nay có một số kẻ xấu để hại đây để muốn làm bẩn lòng dân muốn làm bẩn đất nước muốn làm hại đất nước đây chúng cứ phá người dân như này để cho người dân chúng tôi tức nước vỡ bờ để cho chúng tôi nổi lên nhưng tôi mong là bác đốt sáng vì nước nam ta còn bác còn bác trọng bác là người đứng chỉ sau bác hồ chủ tịch kính yêu chúng ta thôi và bác sống bác rất giản dị của bác đốt quá sáng một lần nữa xin chúc bác sống thêm một vài chục năm nữa bác làm thêm vài khóa nữa để cho những con dân chúng tôi được nhờ những người dân việt nam chúng tôi được nhờ mong bác bác hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để bác giúp đỡ những người dân khổ sở như chúng tôi để bác đi diệt trừ hết những bọn sâu bọ như ngày hôm nay đang hại như gì bố tôi đây vì bố tôi ngày xưa thì bố tôi cũng đi công an vũ trang bố tôi sau bố tôi đi công an vũ trang thì về cũng phục vụ ngành công an ra đây thế nhưng bây giờ đây lại bị những đồng đội lại bị những chiến sĩ công an đây điều tra điều tra nâu no như này này đây là một ngành công an đối xử với đồng đội của mình thế này này đây đồng đội của mình bị đánh như này này mà suốt hơn uh, mấy tháng nay rồi vẫn chưa làm ra điều tra ra này đây đây là một người công an vũ trang đồng đội của các bạn đấy thế mà các mọi người đánh mà đây mà các bạn điều tra lâu thế này này xin cộng đồng mạng để cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều để giúp đỡ gia đình tôi vì gia đình tôi cũng đã đầy đủ đơn thư đi các nơi rồi báo đài đài về quay rồi báo đài phát đây chúng tôi đã làm đủ những điều này. trên uh, lay gia sản tội tôi đi quá nhiều rồi nên không có thời gian đi làm tôi đã kiện suốt hơn một quà năm qua đây đây này chúng tôi đã kiệt quỵ quá rồi nên chúng tôi nhờ cộng đồng mạng để cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều thật nhiều để đến tai bác trọng mong bác bác hãy đốt về hoài đức quê tôi hãy đốt về xã sơn đồng quê tôi để tiêu diệt bỏ những kẻ sâu bọ đi hại nước hại dân hại đảng xấu đảng vì chúng cậy là chúng có đảng ba đảng viên chất trên kiền ba chân nên chúng làm thế này này thì để xin uh, bác bác về mau mau về hoài đức quê tôi xin mọi cộng đồng mạng chia sẻ tôi thật nhiều thật nhiều và những người dân sơn đồng chúng ta hay những người dân hoài đức quê ta những người dân của nước việt nam chúng ta hãy đứng lên tố cáo đi các bạn hãy mạnh dạng lên tố cáo hết những bọn sâu bọ, cái, cái sai phạm của chúng đi để giúp nước các bạn tố cáo chúng là các bạn đã giúp bác trọng cái lời của bác thêm để bác đốt sáng đấy các bạn hãy giúp thật nhiều vào thật nhiều vào và các bạn hãy nói ra tất cả những cái sai phạm của chúng và những hồ sơ giấy tờ liên quan chúng đã làm sai và chúng đã làm đấy thực tế đấy thì mong bác và mọi người hãy về quê Sư đồng quê tôi và mong phòng tài nguyên huyện Hoài Đức, phòng tài nguyên thành phố Hà Nội đi kiểm tra lại, thanh tra lại tất cả những đất ở sân đồng của quê tôi để xem, xem đấy thảo ma chúng còn cấp số nhà đấy, cái, đến cái nghĩa địa của người chết nâu năm mà còn cấp số nhà cho ở thì tôi hỏi cộng đồng mạng còn chỗ nào chúng không dám ăn nữa thanh tra kiểm tra lại mà xem quê tôi nhiều lắm của mỗi đời chủ tịch là lại cho thêm một vài người đấy các bạn về quê tôi mà điều tra về quê tôi thanh tra thanh lọc lại đi có rất rất nhiều những ô đất rồi những nơi uh, kẹt những nơi uh, gái là bọn chúng là chỉ một vài đồng là xong là cấp giấy tờ cấp lọ kia ngay mà thực tế cái đất cha ông tôi để lại bác Hồ giao giao cho nhà tôi cho những người dân khổ sở như chúng tôi thì lại bị đây đàn áp như này. Bị sang để cướp như này. Các bạn xem. Chúng còn tha gì nữa đâu. Nhà tôi ở đến nay đến tôi đây là 6 7 đời rồi mà vẫn bị bọn chúng sang để cướp để dựng. Đây. Thì có phải là bọn chúng cậy chức cậy quyền quá không? để cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều vào để giúp đỡ tôi và giúp đỡ chính các bạn mai sau để để bác lời học bác trọng đốt thật sáng đốt rực rỡ để cho những người dân và đất nước Việt Nam ta được thanh bình để cho nước Việt Nam ta không còn những con sâu con mọt nữa để nước Việt Nam ta có những người tài đức ra giúp đất nước và để những người có tài thực sự để được trổ cái tài của mình Chứ không bị vùi xuống bùn nữa Vì những người dân chúng tôi Những người tài ấy Mà không có ô, có dù ấy Không có danh thế, ấy, không có tiền bạc ấy Thì Chẳng làm gì cả Thế nhưng mà những à, ô dù ấy Cho dù câm hay điếc Hay là ngu Hay là thế nào chẳng nữa Thì vẫn làm quan bình thường Vẫn làm cán bộ bình thường Vì sao? Vì có quan hệ vì sao vì có tiền vì sao vì có ô dù nên mong các bạn hãy đứng lên tố cáo hết có cái sai phạm gì chúng tố hết để làm một lần đi nò bác đang đốt tranh thủ nò bác đang bốc rực rỡ như này thì rực rỡ hẳn đi thanh lọc lại đi làm lại đi để những người dân khổ sở như chúng ta đỡ phải chịu áp bức nữa vì bây giờ thời bây giờ thời 4.0 rồi Không còn cái thời là Thiếu phương tiện, thiếu hiểu biết nữa Cho những người dân chúng ta cố gắng lên Chia sẻ tôi thật nhiều, thật nhiều Để tôi đồng hành cùng các bạn Và tôi sẽ đồng hành Cùng các bạn đi suốt chặng đường Không những của nhà tôi Và của các bạn Xin cộng đồng mạng, chia sẻ tôi nhiều Một lần nữa tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng